Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Danh Vlog. Video ngày hôm nay Danh báo giá xe với review sơ lược cho anh em tham khảo nha. Những anh em nào mà chơi Vario 125 thì anh em có thể xây sang Vario 160 để tham khảo nha các bạn. Rồi đầu tiên để Danh báo giá để cho anh em nắm giá thời điểm hiện tại nha. Giá thì Danh báo giá dao động thôi nha các bạn. Vario 160 giá dao động từ 44 triệu cho tới 44 triệu cho tới 53 triệu nha các bạn. Giá dao động thôi nha, tùy từng phiên bản. Nhắc lại là giá từ dao động từ 44 triệu cho tới 53 triệu nha các bạn, tùy phiên bản nha. Phiên bản thường thì trên dưới 44 triệu, còn phiên bản mắc nhất có phanh ABS luôn là trên dưới khoảng 53 triệu nha anh em. Giá Danh báo dao động để anh em tham khảo thôi nha, chứ không có chính xác 100% nha, anh em thông cảm. Những anh em nào mà chơi Vario 125 nhỏ bé thì có thể chuyển sang Vario 160 mua cũng được. Tại chiếc xe này thì nó ngoại hình của nó hầm hố bự nha các bạn. Những anh em nào bự con thì mua xe này chạy thì Danh nghĩ nó phù hợp hơn. Cục máy nó 160 văn khối thì nó mạnh hơn, mạnh mẽ bốc hơn. Nó chỉ có cái ngoại hình của nó là theo đánh giá thì nó hơi xấu hơn Vario 125 thôi, nhưng mà cái ngoại hình của nó thì cũng không đến nỗi nào phải xấu quá đâu các bạn, cũng chấp nhận được. Đặc biệt là những anh em nào bự con thì mua chiếc Vario 160 này chạy rất là hợp luôn. Động cơ mạnh mẽ, im, máy bốc 160 phân khối. Xe này thì phiên bản này chỉ được trang bị thắng thường thôi nha các bạn, bánh sau của nó chỉ là thắng thắng đùm thông thường thôi. Xe được trang bị ổ khóa thông minh rất là ok luôn. Khu vực này thì nó có một cái hộc đựng đồ khá là bự, vật dụng cá nhân á. Hầm hố quay ôn 160 này cục máy chạy êm lắm, ngoại hình tay nó hơi bự chút xíu thôi chứ mua về chạy cũng êm, nhìn nó cũng không đến nỗi nào tệ quá đâu các bạn. Tại vì mình thấy Vario 125 đẹp quá nên mình nhìn sang chiếc Vario 160 thấy nó hơi xấu thôi, chứ nó cũng không đến nỗi nào đâu. Có những chiếc sơn màu độ rất là đẹp luôn. Giá từ 44 triệu cho tới 53 triệu nha anh em, giá tham khảo nha. Rồi video Danh xin kết thúc tại đây nha. Xin chào các anh em.